Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay cái video mình sẽ làm cái video báo giá cái dòng phân khối lớn hơn cho anh em nhé. Thì cái dãy bên này thì mình đã làm review cái xe từ 125, 150, 200cc. Thì cái bên này thì từ dòng 250 trở lên nhé, 250 đến 650, để cho anh em xem. Thì bên này thì mới về cũng mấy con xe rất là mới luôn anh em ạ. Cũng như đây CBR 250RR nhá, em về một cặp luôn, cực kỳ mới luôn. Thế con đầu tiên này thì mới đi chỉ hơn 1.000 cây thôi, rất là keng luôn. Thì ở đây hiện tại ở đây thì có mình sẽ xem anh em những dòng phân khối lớn hơn thì ở đây có từ 250 đi, 250 này, rồi 300cc, 400cc, 500cc, 600cc nhá. Thì có FZ này, có CBR. CBR 250RR, rồi Z300, rồi MT03, Ninja 300, Ninja 400, còn CB500F, rồi Kawasaki Vulcan, còn cả Rebel 300 nữa nhá. Đó. Và anh em thích xe tàu thì có cả Funnit 300, đó, cực mới luôn, cũng mới đi hơn 1.000 cây. Thì bây giờ mình sẽ làm cái video báo giá những cái dòng phân khối lớn này cho anh em nhé. Nói chung lớn thì cũng chưa lớn lắm, chỉ hơi lớn hơn những cái dòng 150. Những anh em nào mới chơi dòng 150 mà mới lên ha, thì nó sẽ gọi là hơi lớn xíu ha. Rồi ok, thì địa chỉ đây là 169 Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương nhé anh em. Số điện thoại là 0976 41725. Anh em nào quan tâm thì cứ alo gọi địa chỉ trực tiếp hoặc đến xem xe tại cửa hàng ha. Thì tại cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp nhé, trả loại góp thì tối đa lên đến 50 triệu và tối đa thì trả góp được khoảng 30% giá trị xe. Anh em mua xe ở đây thì có bao hồ sơ cho anh em luôn, cả xe đây ở đây đều có giấy tờ đầy đủ, hải quan chính ngạch nhá, có nhận trao đổi với tất cả dòng xe, anh em yên tâm ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết luôn, chi tiết luôn cho anh em nhá. Và anh em đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn nút cái chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến con đầu tiên này vào cho anh em luôn nhá. Đấy, đây là CBR 250RR. Thì nhiều anh em đã biết rồi nhá. Thì mình giới thiệu qua cho anh em nào chưa biết, hoặc là cái gì biết thì mình nói, cái này không biết thì anh em có thể comment cho mình ha. Rồi thì con này thì là nó đi động cơ hai máy, trang bị động cơ hai máy ABS trước sau ha. Đấy, ABS trước sau này. Thì con này nó rất là mới, hơn 1.000 cây thì không có gì phải nói nữa ha, mọi thứ đều rất là mới luôn à, hoàn hảo. Con này bọc keo nguyên con luôn, gắn keo này, anh em thấy không, keo nguyên con này, anh em có cái lôi giản áo thì không bị chảy xước tí nào luôn nhá. Đấy, mới nè anh em ha. Gai gió nguyên si luôn. Buộc này thì dàn mâm nữa nè. Keng luôn ha. Đấy. Thì con này nó đi cặp phục upside down của Showa. Rất xịn sò luôn anh em ha. Đấy. Giá con này 135 triệu. Xe như xe mới luôn, như xe thùng luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Mới đi 1.276 cây. Đó. Đây, thương hiệu cặp quạt thuộc Showa, anh em thấy không? Showa nhá. Đấy, đây còn cặp một cặp chìa khóa zin luôn này ha. Đấy, khóa zin của nó này. Đấy, anh em thấy không? Thì con này thì nó có mấy chế độ chạy mình cũng không hỏi lắm, sport này, rồi gì đó anh em á, đó, sport cộng này. Đó. Đó. Comfort đó, có 3 chế độ chạy đó. Thì đây là cái chế độ chạy của nó nè. Đấy. Ok, mình sẽ xem con này nè. Con này là biển số 92. Xe leng keng ha. Đấy. Cái con này thì nó có khung sườn màu đỏ nè, khung sườn mặt cao màu đỏ rất là nổi luôn anh em nhá. Đấy, cực kỳ keng luôn. Xe mới đi hơn 1.000 cây. Wow. Nói chung là xe đi hơn 1.000 cây thì như xe mới luôn anh em nhé.
xe thì nhiều lắm. Anh em nào mà tính mua một con thì mua con này là hợp lý. Như xe mới mà anh em mua xe mới thì tốn rất là nhiều tiền. Anh em mua con này tiết kiệm bao nhiêu tiền mà xe là rất mới nhá. Là mình sẽ nổ máy cho anh em ha. Nổ máy phát cả. Đây anh em nghe thấy máy không? Máy của nó thì khỏi phải nói ha. Êm ru luôn à. Thì thầm luôn ha. Đấy, hiện tại thì có hai con mới về. CBR 250RR. Hai con nhá. Xe nguyên zin luôn. Chưa có độ chế bất cứ món gì luôn. Rồi, con này đó này. Con này thì 130 triệu. Đấy. 130 triệu. Xe cũng có dần rất là đẹp luôn nhá anh em. Em theo. Đó. Từ dàn mũ đến lốc này. Leng keng, chưa có một vết chảy xước gì hết nhá. Bộ zin. À, thấy con này thì nó cắt đôi ha, lắp cái chắn bùn sau ha. Đấy. Xem mô đồ con này. Đấy, con này thì vẫn là còn một cặp chìa khóa zin và gắn thêm remote này. Gắn thêm remote chống trộm ha. Đấy. Xe cực kỳ đẹp luôn. Rồi, xem ô đồ con này nhé. Ô đồ con này thì đi 9.000 cây. Đó, 9.926 cây. Đó. Đi hơn 9.000 cây rồi. Mình sẽ nổ xong máy cho anh em nghe thử ha. Con này yếu bình thì sao mà không lên được nha. Yếu bình là nhầm nha. Lâu yếu bình nha. Để lâu yếu bình nha. Rồi tiếp theo đến dòng Ninja 300 thì mấy cái dòng này thì hôm trước mình có báo cho anh nhầm ha. Rồi mình báo qua cho anh nhầm làm chưa biết những cái dòng này. Báo sơ qua giá cả tình trạng xe nha. Đây là Ninja 300. Con này thì đăng giá là 94.900. Đấy. Xe leng keng luôn nhá anh em. Đấy. Con này thì nó cũng trang bị động cơ hai máy, ABS trước sau ha. Chĩa này, còn rất là mới luôn. Đây, ABS này. Đấy, động cơ hai máy. Bô vẫn là bô zin, con này trước sau nguyên zin nhá, chưa có độ chế bất cứ món gì lên luôn. Đấy, ha. Rồi, mình sẽ xem ô đồ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Đấy. Ô đồ là 12.759 cây. Đấy. Máy móc thì rất là êm luôn anh em nhá. Không có gì phải lăn tăn ha. Êm ru à. Đấy, thì anh em xem xe thì cũng đừng quá quay chảnh với ô đồ nhá. Thì cái ô đồ có thể chỉnh lại được nên mà anh em phải tiến trực tiếp xem xe, cảm nhận cái xe đó ha. Về tổng thể thì anh em mới cảm đoan là chất lượng của nó được ha. Đấy. Đây. Tiếp theo, trước thì có hai con Ninja 400 thì bán một con này ha. Còn một con. Thì con này đời 2018 nhá. Đấy, đời 2018. Giá là 125 triệu. Đấy. Giá 125 triệu nhá anh em. Đấy. Con này thì dĩa này cũng rất là mới luôn, không chứ bị mòn nha. Đấy, mình sờ cảm giác là nó rất là phẳng luôn. Đi heo nít xin. ABS trước sau, động cơ hai máy. Lên con này là lên chống đổ này. Lốp này, còn gai gió luôn anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Xe thì có bọc keo nguyên con nè. Tổng quan thì mình thấy là chưa có bị chảy xước một lỗ nhỏ nào lên. Con này cắt đuôi nè, lên cái giày chắn bùn sau. Bô vẫn là bô zin. Sẽ xem ô đô con này nha. Ô đô 12.000 cây. Đấy. Mới đi 12.000 cây nhá. Máy móc thì có cái bàn này ha. Hãng Kawasaki mà. Thì anh em chủ yếu là nếu mà xe hư, chủ yếu là anh em không có chăm sóc nó kỹ thì nó mới hư thôi. Còn anh em là nước nhớt nhau đầy đủ, nước mát thì định kỳ thường xuyên thì khi nào hư được anh em. Ok. Rồi đến dòng Honda CB500F ha.
Honda CRV 500F thì còn một cặp luôn, màu đỏ, màu đen. Thì con màu đen hôm trước còn một cặp thùng nữa, cặp thùng sau nữa anh em á. Đấy, thùng đi tu rất là hợp luôn. Đấy, con này đi tu hết bài luôn anh em nhá. Đấy, kiểu dáng neck bay ngồi rất là khỏe luôn. Lên cặp đèn chở sáng này, tun và cặp chống đổ, cái chống đổ này ha. Cái dòng CB500F thì cũng là ABS trước sau, vẫn đi con hiệu Nissin, 2 piston. Động cơ vẫn là động cơ hai máy ha. Hai con này mình thấy là xe zin, trước sau xe zin ha. Bộ zin, đuôi zin. Đó. Ok, con màu đỏ này thì đời 2019, giá là 156 triệu. Đó. Nhưng con này rất là mới, trước mình sẽ xem lại cho anh em này. Con này rất là mới luôn anh em nha. Odo mới đi 431 cây à. Ủa, xe như xe mới luôn anh em nhé. Đấy, con này là như xe mới luôn. Đó, mới đi hơn 400 cây. Cực đẹp luôn anh em nhé. Không có gì. Con này thì 400 cây thì không có gì bàn cãi hết anh em ạ. Như xe thùng luôn. Anh em nhá. Lốp này, ray gió này ha. Mập này. Cực kỳ kẹt luôn. Rồi, con màu đen, con này thì cũng đời 2019 luôn, giá là 145 triệu. Đấy, 145 triệu nha. Odo mới đi 6.979 cây. Đó, luôn cặp đèn chở sáng, cực kỳ sáng luôn anh em thấy không? Wow. Cái này đi tu thì hết bài luôn anh em ạ. Đó, cặp đèn rất là sáng luôn. Okay. Rồi đến dòng tiếp theo là Kawasaki Z300. Kawasaki Z300 con này hiện tại thì giá là 91 triệu nhé. Đó. 91 triệu. À. Kiểu dáng con nó rất là hầm hố, rất là đẹp nha anh em. Có nhiều anh em lựa chọn dòng này đâu. Đó, dòng 300cc. Kiểu dáng đẹp. Đó. Hầm hố. À. Đi lên tay thắng tay côn này, Brembo. Đấy. Con này thì bô vẫn là bô zin nhá, đang xài bô zin, có chỉ cắt đuôi thôi, đuôi đằng sau cắt ha. Đấy. Để mình nổ máy cho anh em mà. À, mình sẽ xem dàn chân trước này. Đấy, dàn chân trước thì nó cũng là xài ABS này. Đó, con heo 2 piston. Đó, động cơ hai máy. Đấy. Ok, mình sẽ xe mô đô nổ máy thử cho anh em nha. Lấy con này thì có lên chống đổ rồi nha, lên chống đổ này dành chở sáng nha. À, ok, đôi chở sáng con này Odo đi 13.000 cây. Đấy. Máy móc thì thì thầm em ru như xe quay luôn. Đấy. Xe rất là đẹp nha. À, con này cũng có bọc keo hết rồi nha. Xe thì xài bô zin nên mà tiếng máy rất là hiền luôn anh em nhé. Máy cực kỳ êm luôn. Ok. Rồi. Tiếp theo là con Rebel 300. Rebel 300 này thì đời 2018 luôn. Giá là 88 triệu. Đó. 88 triệu nha anh em. Xe thì chỉ lên một cái bô Leovin thôi. À, cái bô carbon Leovin. Đó. Lốp trước sau cũng rất là dày luôn anh em nhá. Dĩa này. Dĩa còn rất là mới, chưa có bị chảy xước, chưa có bị xước mòn gì hết nhá. Đi con heo Nissin. Đó. Và con máy của nó thì đi động cơ một máy nhá. Đó. Rồi. Kiểu dáng cruiser. Ha. Ok, mình sẽ bật chìa khóa cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Đó, đây là cây bô Leovin nên chắc chắn tiếng máy sẽ rất là to. Ha. Odo con này mới đi 8.499 cây. Đấy, anh em thấy không? Cây bô của nó rất là dài, rất là to luôn. Đấy. Ok.
Mika lên nhờ, tiếng máy cũng rất là rát luôn nha anh em. Đấy. Ok. Và tiếp theo là Kawasaki Vulcan 650S à, đấy. Xe rất là ngầu luôn. Động cơ 650. Con này bán chưa anh? Bán rồi. Ờ bán này. Con này bán rồi nha anh em. Trước một cặp bán rồi nè. Đó. Cũng bán luôn. Cũng bán, con này cũng bán luôn rồi. Ok. Đó, chỉ còn con anh em mà quan tâm đến dòng Phoenix này, Phoenix 300, con này thì giá mềm nè. Để anh em nào thích đu bơi, con này thì giá chỉ 42 triệu thôi. Đấy. Giá 42 triệu thôi nha anh em. Động cơ 300cc. Con này là xe tàu nhá. Đó. Tàu khửa chính hãng. Đấy, xe rất là mới luôn anh nha. Con này động cơ 300cc, động cơ trang bị một máy ha, mới đi 1480 cây. Đó. Xe rất là đẹp nha. Trước sau thì xe là zin hết. À, có lên cây mô ha. Đó. Đây, lên cái bộ SC. Còn đâu là trước sau nguyên hết zin hết. Xe rất là mới luôn anh em nhá. Mới đi một hàng hơn 1000 cây thì khỏi phải nói rồi ha. Đó, như xe mới luôn. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Bô nghe kinh khủng luôn. Bô là to lắm này ạ. Đó. Con này thì biển số 59 luôn. Kiểu dáng của nó thì rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Rồi. Ok. À, có con trong kia thì còn cả FZ 250 luôn nhá. Đó, vội sơ cho anh em xem luôn. Cái dòng 250 cc trở lên thì FZ 25 à. Đây. Đây là FZ 25. FZ 25 con này thì giá chỉ 65 triệu thôi ha. Đấy. Ok. FZ 25 đi 6891 cây. Xe như mới luôn anh em ạ. Trước sau là zin hết nhá. FZ 25 này. Hình như con này nó sản xuất ở Ấn Độ thôi anh em ạ. Mình thấy con heo nó heo này của hãng Ấn Độ. Không quen. Đấy. Máy rất là êm luôn. Rồi. Còn bên này cái dòng nhỏ hơn thì mình đã làm cái video khác để báo giá cho anh em ạ ha. Còn Bentley 251 kia, giá là 47.900.000. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ cho mình. Và nhấn chung một nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào có video mới, có mô tô mới về, mình sẽ làm video báo giá cho anh em ha. Và mình sẽ đọc đại địa chỉ cho anh em đến xem xe nhé. Địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741 725. Anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện trực tiếp hoặc là đến trực tiếp cái cửa hàng để xem xe và có nhận ở cửa hàng có nhận trao đổi với tất cả dòng xe nhé, từ phần khối lớn khối nhỏ phụ trừ hợp lý ha. Và cửa hàng có hỗ trợ trả góp nhé, ngân hàng hỗ trợ trả góp lên đến tối đa 50 triệu và tối đa của xe giá trị xe là lên đến 30% giá trị xe nhé. Đấy. Anh em mua xe có được bao rút hồ sơ này, bảo hành máy móc 6 tháng tại cửa hàng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Mình sẽ làm một video khác để báo giá những dòng mô tô khác cho anh em nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại ha.